Xin giới thiệu với cả nhà. Hôm nay là ngày hôm nay là cuối tháng 11 âm lịch năm 2019 nhá. Dương lịch hình như nó là hôm nay là ngày 15 tháng 12. Đấy. Đây là mình có cái cây bưởi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Cây bưởi quả kìa. Quả này. Đấy, quả vàng hết, chín vàng hết, thơm lắm. Bưởi này bưởi chín vàng thơm ấy. Cái bưởi này là giống bưởi quê từ ngày xưa. Cây này khoảng có tuổi đời khoảng cây này khoảng 50 năm rồi. Đấy. Thế nhưng mà sau khi mình là làm sân thì mình quay nó vào, cho nên là quay khi quay nó vào thì nó bị cỗi. Năm thì năm vừa rồi đầu năm là khi nó bị cỗi và nó nhiều tầm gửi và cái lá cành nó không phát triển được thì mình bắt đầu tiến hành mình ngày xưa tán nó sum xuê hết này nhá. Ngày xưa nó tán sum xuê hết này. Đấy. Thế bây giờ là năm vừa rồi nó ấy thì mình tiến hành mình cắt bỏ. Đấy, cắt này. Cắt. Đấy, mình cắt hết, cắt. Mình tiến hành cắt bỏ để bây giờ nó ra những cái lộc này để mình tiến hành mình ghép. Đấy, mình ghép với bưởi giống mới. Bưởi giống mới nhà mình là ăn rất là ngon, bưởi rất là chất lượng. Đấy. Đây nhá. Đấy, thấy chưa? Đấy. Nhìn cái thân cây to khủng khiếp luôn. Thân cây bưởi này to khủng khiếp luôn. Đấy, thấy chưa? Vàng. Quả chín vàng ươm nhá. Đấy. Bưởi này là bưởi cây bưởi gốc này là bưởi ngọt. Ăn vào đúng rằm tháng 8 luôn. Cứ Tết Trung thu là ăn rất là ngọt ngon. Thế nhưng mà để qua cái giai đoạn đấy cái là nó lại nát. Thế nên mình quyết định muốn ghép thành một cái cây bưởi bóng mát, vừa được ăn tốt mà vừa có cơ hội chơi Tết. Đấy. Đây, cái cây này thì hiện tại đây, các bạn nhìn cái vanh này này. Bàn tay mình thì to lắm, bàn tay mình phải dài 21 cm. Đấy. Và đây, nó vanh như này. Sợ chưa? Đấy, hướng này nè. Đấy. Đấy, to chưa? Đấy. Hiện tại nó đang bị cái đùn cái nhựa này ra, coi như là cái thân ấy, cảm giác như nó sẽ, nếu mà không xử lý được may là nó sẽ hỏng. Rất là tiếc nếu mà nó hỏng. Nhưng thôi mình cứ cố gắng mình ghép. Đây, mình vừa cắt những cái mầm này mình vừa cắt bỏ. Để tí nữa mình ghép ở đây. Đó. Đây. Cái này thì tí nữa mình ghép. Đó. Đây nhá. Đấy, các bạn nhìn quả đẹp không? Wow. Quả đẹp quá. Cây này nó phát triển bóng mát đẹp là cực. Năm trước mình cũng tiến hành ghép mấy cây bưởi canh diễn xong mình ghép giống mới vào. Thì các bạn nhìn này. Đây nhá. Đấy. Bạn thấy lây lên tốt không? Cây này này. Cây này là canh diễn nhá. Canh diễn thì ghép giống mới nhá. Ghép giống mới. Năm trước mình cái cây bưởi này già này mình cắt ngang thân thì mình ghép thì ai cũng nói là sẽ khó đạt. Thế nhưng mà đây, vết ghép mình đây này. Vết ghép mắt này. Đó, lên này. Bây giờ thân khủng khiếp chưa? Cái giống bưởi mới này của mình, cái đặc điểm của nó là cây rất khỏe. Cây rất khỏe. Lên vô địch. Đấy, vết ghép này. Đấy, đây vết ghép đây nhá. Đấy, đang thân già nhá. Ghép mắt phát. Và cắt luôn. Đó. Thế còn ở ngoài kia là bưởi giống mới nhưng mình ấy. Bị chiết. Đấy. Đấy, nhìn cái mắt lên khỏe không? Cây lên khỏe, cực khỏe luôn. Giống bưởi này ăn vừa ngon nhưng mà ngoài cái việc ngon mà mình thích nhất đấy là nó cái sức sống mãnh liệt của nó. Nó lên rất là khỏe. Nó lên khỏe thì cái mình ở vùng đất đồi này mình chăm sóc nó sẽ nhàn đi rất là nhiều. Đấy nha, mình xin giới thiệu là cái cây bưởi giống mới đấy. Mình ghép đây. Đó. Đây cũng là cây bưởi ta thôi, xong mình ghép này. Đấy, quả đầy luôn. Ăn ngon lắm.
Cái cảnh ghép này là được 2 năm nhá. Mới được 2 năm đấy. Mà nó cũng to thế. Đấy các bạn nhìn có nhìn thấy vết ghép không? Đấy đây này, chỗ này chính là vết ghép này, cái cành cũ thì ghép mắt rồi cắt đây. Cắt bỏ. Đó. Quả cái bưởi giống mới này rất hay là nó quả chùm nha. Bạn nhìn đấy, quả chùm. Đó, thấy không? Tương lai thì cây này lên là sau này nó to thì cây này á nó cái việc mà một năm 500 quả là bình thường nha. Bình thường. Đấy, các bạn nhìn chùm. Đấy, chùm bưởi đẹp không? Chỉ có giống bưởi giống mới mới có chùm này. Đấy, đây là những cái cành ghè chiết của mình, chiết mình trồng lên cực tốt luôn, khỏe, vô địch. Đấy. Thôi bây giờ mình quay lại cây bưởi để mình ghép. Đẹp không? Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Đây nhá, để chuẩn bị ghép thì mình có bao gồm mà có kéo này, có cái bóng này và dao nhé. Nói thực sự là mình đã mua những cái con dao ghép rất là chuyên nghiệp rồi, cũng nhiều tiền ấy, hàng 200.000 ấy. Cái cán này nó rất là dày thì cái để cái tì tay này rất là sướng. Thế nhưng mà nói thật sự là riêng ghép mắt thì cứ phải dùng dao mới để nó sắc. Thế còn những dao mà đã dùng một hai lần rồi là cái mặt lưỡi dao là nó vẫn có độ xước. Thế nên là khi mình cắt mắt ghép nó không được mịn và khi ghép lên là nó cũng cái tỷ lệ đạt nó không cao. Thế bây giờ hôm nay mình tiến hành đi lấy mắt ghép nhé. Để ghép cái cây bưởi này thì mình sẽ tiến hành lấy hai loại mắt ghép nha các bạn nhé. Một loại mắt ghép là mình lấy ở cái cành chiết. Được cành chiết cây bưởi này được 2 năm đấy. Mình chiết bưởi được 2 năm này. To chưa? Hiện tại cao khoảng 4 mét. Đó. Và mình sẽ lấy một cành bưởi ở cây bưởi già của mình. Đấy, bây giờ mình chọn cành lại nhá. Bưởi thì rất nhiều nhưng mà đến lúc đi lấy mắt ghép mắt cũng rất là nhiều. Nhưng mà để mà lấy mắt xịn nhất mệt phết, khó phết. Đây, mình quyết định lấy cái mắt này, cái này nhá. Đó, tiến hành cắt này. Đấy. Đây nhá. Thấy không? Được đây, mắt ghép này. Mắt bánh tẻ này. Đấy. Đấy, đây này, vườn này. Vườn bưởi của mình á. Vườn bưởi già của mình á. Đấy, ra mình sẽ lấy mắt ở ngoài cây ngoài này. Ok, lấy mắt ở cây bưởi già nhá. Đây, cây bưởi già mình lấy luôn cái cành bánh tẻ này. Lấy luôn cành này nhá. Được một số mắt. Thấy không? Đây là của cây bưởi già nhá. Cái bưởi này năm vừa rồi cũng được khoảng 150 quả. Đấy, sau khi mình cắt nhé, cắt được hai cành mầm này để mình ghép này. Đó, rồi mình tiến hành lên trèo lên ghép. Cứ đứng xa không cần đứng gần đâu. Đấy, giờ mình tiến hành ghép này. Cái này đâm này thì nhá. Cái này đâm mất. Đứng ở chỗ này nè. Đưa mắt ghép đi. Dừng đi, dừng đi.
ta. Này này, thu hoạch bưởi nha. Có đâu bưởi nữa. 47. Này, chị ơi, chị bảo nó đi trái. Chưa, hình như thiếu hai quả. Đi. Thằng này.